Sau vụ hào quang rực rỡ, Trấn Thành vẫn dẫn Người ấy là ai mùa năm. Sau 4 mùa thành công, chương trình Người ấy là ai mùa năm 2023 công bố thông tin Trấn Thành đảm nhiệm vai trò MC. Chương trình Người ấy là ai mùa năm vừa công bố Trấn Thành sẽ tiếp tục đồng hành trong vai trò người dẫn chương trình. Không chỉ là người cầm trịch, Trấn Thành còn là cầu nối giữa nữ chính với ban cố vấn và dàn thí sinh nam. Trấn Thành đã dẫn dắt 4 mùa của chương trình và đạt được nhiều thành công. Không chỉ đồng hành cùng nữ chính, anh còn đưa ra lời khuyên về tình yêu, giúp họ vượt qua quá khứ. Sự tương tác giữa Trấn Thành và dàn cố vấn khách mời cũng là một điểm đặc biệt của Người ấy là ai. Khi vướng lùm xùm vụ phát ngôn hào quang rực rỡ tại sự kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người cho rằng Trấn Thành bị sờ gáy trên sóng truyền hình khi không còn đảm nhiệm vai trò giám khảo chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Họp báo công bố phát sóng chương trình cuối tháng 4 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà sản xuất xác nhận MC Đại Nghĩa thay Trấn Thành trong vai trò ban giám khảo. Nhưng tránh nhắc đến lý do loại Trấn Thành mà chỉ đưa ra quan điểm mỗi nghệ sĩ đều có sức sáng tạo và đối tượng khán giả riêng. Tối ngày 13 tháng 5, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, DNAFF, ở hạng mục phim Việt Nam. Giải thưởng đạo diễn xuất sắc được trao cho Trấn Thành với Nhà bà nữ. Tuy nhiên, anh vắng mặt nên bà xã, Harry Won nhận thay chồng. Trên sóng truyền hình, cô tiết lộ Trấn Thành đang ghi hình chương trình Giáp Việt nên không thể tham dự. Như vậy, Trấn Thành vẫn gắn bó với hai chương trình quen thuộc và không phải vì ồn ào mà hình ảnh của anh hạn chế trên sóng truyền hình. Tập đầu tiên Người ấy là ai mùa năm sẽ lên sóng vào tối ngày 19 tháng 5 với Minh Tú, Võ Hạ Trâm và Song Luân làm khách mời. Mùa năm có thay đổi khi fashionista Châu Bùi là cố vấn thay thế Hương Giang. Cô là cái tên được quan tâm tại các sự kiện thời trang đình đám nên vai trò cố vấn tạo nhiều tò mò với khán giả. Trong Người ấy là ai mùa năm, mỗi ban cố vấn sẽ có quyền bảo vệ một ứng viên đặc biệt mà họ cho rằng phù hợp nhất với nữ chính. Quyền bảo vệ này được sử dụng trong vòng 1 hoặc vòng 2 và chỉ một lần duy nhất trong mỗi tập. Ứng viên được ban cố vấn bảo vệ sẽ tiếp tục tham gia vào vòng tiếp theo và có cơ hội để tiếp tục tìm hiểu, gây ấn tượng với nữ chính.